Có lẽ là trong chúng ta ai cũng từng nghe cái câu nói là Phật cao một thước, ma cao một trượng. Tại sao mà có Phật mà lại có ma quỷ nữa ta? Tại sao có tà và lại có chính nữa? Tại sao có hạnh phúc mà lại có đau khổ? Rồi có cái sự so sánh rất là khập khiễng là Phật gọi là ma vương, rồi Chúa là vị Satan. Vậy thì cái điều đó có đúng hay không? Đúng đó, chúng ta đang nói về nhị nguyên. Và để các bạn biết sâu hơn và qua video này thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng thể hơn về thế giới của nhị nguyên hay là nằm ngoài nhị nguyên là như thế nào, và đến với con đường trung đạo thật sự là như thế nào. Thì nếu mà ai biết về cái cuốn Đạo Đức Kinh á, sẽ có cái câu này là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam và tam sinh vạn vật. Khi mà chúng ta sống trong một thế giới đầu tiên nhất đó là vũ trụ, và vũ trụ lúc đó là chỉ có nhất nguyên thôi. Và khi chúng ta khám phá mở ra một thời kỳ mới gọi là khám phá vũ trụ thì nó mới sinh ra là nhị nguyên. Khi mà chúng ta trải nghiệm biết hết về nhị nguyên, khám phá hết về cái vũ trụ này, hiểu hết về cái vòng tuần hoàn, vòng lặp của tà chính xấu đẹp hơn thua ganh ghét đều có những đối đập với nhau, thì chúng ta bắt đầu hiểu hơn về một cái con đường mà trong Phật giáo thường gọi là trung đạo. Cho đến khi mà chúng ta chán chê không còn khám phá nữa, chúng ta lại trở về nguồn. Đó chính là nhất nguyên, rồi tổng hợp toàn bộ kiến thức đã học từ hành trình vừa rồi và tạo ra một trò chơi đẹp hơn, hấp dẫn hơn, rồi ta lại có thêm một sản phẩm vũ trụ mới, tức là new game đó, và ta lại lao vào trải nghiệm khám phá nó. Cái vòng lặp đó nó cứ lặp đi lặp lại, xoay vòng không hồi kết. Đây là hành trình của niềm vui, của hạnh phúc và sự sáng tạo bất tận. Nên cái vũ trụ này là một vũ trụ giãn nở, không hồi kết, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc là vậy. Cho nên chúng ta phải thật sự là người quan sát vĩ đại. Quan sát của cái quan sát tức là cái nhân vật này đang trải nghiệm cái thế giới nhị nguyên này, để chúng ta tinh ý từ cái việc nhỏ cho tới việc lớn, từ trải nghiệm nhỏ cho đến những trải nghiệm lớn, chỉ nằm trong một cái vòng lặp của nhân quả thì chúng ta mới thấy được cái điều vĩ đại của những đấng sáng tạo tạo ra cái game vĩ đại này, một cái server, một cái hệ điều hành vĩ đại giống như vũ trụ. Nếu mà bạn học á, được càng nhiều á, thì bạn càng sáng, bài học tới với bạn không bao giờ bạn nhận ra được đâu, trừ khi bạn trải nghiệm tới nó. Chưa học được thì nó sẽ quay lại với cường độ mạnh hơn, mạnh mẽ hơn, để đảm bảo có thể đánh thức bạn. Và như người đang ngủ á, vỗ một cái là tỉnh. Nhưng mà những kẻ đang say á, thì cần vỗ nó rất là nhiều và càng mạnh thì nó mới tỉnh dậy, đúng không? Vậy thì chúng ta quan sát càng giỏi thì càng ít những cái khổ đau, và có thể là chúng ta xóa luôn cái quả mà chúng ta đã khởi trước đó. Trái đất được hình thành từ hạt nguyên tử. Hạt này được cấu tạo từ rồ tông hay là điện dương á, và neutron hay là gọi là điện âm, gọi gần gũi hơn là âm dương. Từ hai hạt âm dương này mà sinh ra vạn vật hay là vũ trụ nhị nguyên, hay chúng ta thường biết đến là gọi là cái lưỡng nghi á, một cái vòng trong đạo gia. Trong Đạo Đức Kinh có nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam và tam sinh vạn vật là vậy. Sự thật này đã được nói từ ngàn xưa, chỉ là ngôn ngữ ngày xưa khác với bây giờ mà thôi. Khoảng cách nó cao nên chúng ta mới thấy nó xa lạ và khó hiểu. Tuy nhiên bây giờ Quang sẽ phân tích lại bằng ngôn ngữ của Quang Châu, ngôn ngữ của khoa học tâm linh. Nhị nguyên á thì ý chỉ cái vạn vật, vạn loài, vạn sự việc đều có hai mặt đối lập với nhau, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa áo trắng và áo đen, giữa tà và chính, giữa mặt trăng và mặt trời, giữa nỗi buồn và hạnh phúc, giữa không tiền và có tiền. Và khi mà chúng ta hiểu sâu về nhị nguyên thì chúng ta mới thấy được à, trên cuộc đời này tất cả đều có sự sắp xếp đúng với hành trình của đời người. Có cái này
thì chúng ta có cái khác, có được âm thì cũng phải có dương, và thiếu cái này thì dư cái khác. Không ai là hoàn hảo cả, tất cả đều là một cái thuyết tương đối hết. Tất cả những cái vị gọi là những cái bậc gọi là tiền nhân, hay là cái bậc tiền bối, hay là những bậc đạo sư lớn trên thế giới đều nói với cái thuyết tương đối thôi. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Tất cả đều có hai mặt, nó đều song song với nhau. Nếu mà bạn nghĩ là cái sự việc này nó đang hoàn hảo tới mức là tuyệt đối thì chắc chắn sẽ có sinh ra một cái gọi là tương đối. Một ý nghĩ chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta cảm giác được là nếu mà bạn sống trong một cái hạnh phúc, thường là những người nói là tôi lớn lên trong một gia đình hạnh phúc đầy đủ và không có những cái khó khăn giống như những cái bạn cùng trang lứa, thì bạn thử suy nghĩ thêm, bạn ít nhiều, ít rất là ít những cái trải nghiệm so với những bạn kia. Bạn kia gia đình khó khăn, bạn kia có thể là không có được đi học đàng hoàng, nhưng mà bạn lại có những cái trải nghiệm vô cùng quý giá mà chính những người giàu không có. Thì đó là những cái điều mà chúng ta khi mà nhìn sâu sắc hơn á, thì chúng ta thấy thế giới này nó đều công bằng cả, không có gì là không công bằng cả. Sống trong nhị nguyên mà hiểu được nhị nguyên là một điều tuyệt vời. Và thậm chí là nếu mà chúng ta hiểu về nhị nguyên á, thì chúng ta hiểu được vô thường, phải có cái này có cái kia, cái này mất đi thì cái kia sinh ra, gọi là sinh diệt á. Thì cho nên là hai cái trạng thái đó luôn luôn nằm trong chúng ta. Từ cái ý nghĩ chúng ta khởi buồn thì sẽ có niềm vui sau đó, thậm chí cả trong cái cuộc sống vật chất cũng vậy, thậm chí có cả trong con người chúng ta cũng vậy. Đến một ngày nào đó bạn sẽ tự động cảm thấy trong cái sự tĩnh lặng của mình có một người đang quan sát và gõ đầu bạn. Và bạn thật sự cảm giác nó rất là cần thiết khi mà bạn đang rơi vào trạng thái tiêu cực á. Vâng, người quan sát ấy là Thượng Đế, là nguồn, là Phật tánh, là cái biết, là cái không mà trong khoảng thời gian gần đây bạn nghe rất là nhiều. Nhưng rồi sau đó bạn lại phát hiện ra thêm nữa là người quan sát ấy đó chính là mình luôn đó. Và ta chính là Phật sẽ thành, ta chính là Chúa sẽ thành. Chúng ta đều sống chung một nguồn, đến từ một nguồn, đến từ Thượng Đế và đến từ Phật tánh, đến từ nơi đó đó, đến từ cái đó đó. Không có một cái ngôn ngữ nào dùng chính xác được, vì những người chạm rồi mới biết được cái ngôn ngữ đó là gì, nhưng chúng ta tạm gọi là vậy. Và khi chúng ta trải nghiệm với cuộc sống này, nó mới sinh ra nhị nguyên. Và khi sinh ra nhị nguyên rồi, chúng ta đau khổ và chúng ta đồng nhất với những cái suy nghĩ đó, đồng nhất với những cái khái niệm về cái cuộc đời, về những cái đạo đức. Khi mà bạn đã gia tăng tần số, chúng ta đã trở về với cái linh hồn bản thể, trở về chính mình, tức là chúng ta đã truy cập được cái nguồn và trở về với chính thân tâm của chúng ta, thì ngay lúc đó bạn sẽ cảm giác được là chúng ta được kết nối với cái nhất nguyên, chúng ta được kết nối với cái điều tuyệt vời nhất mà rất là nhiều góc đạo nói đến: Phật tánh, Thiên Chúa tánh, nguồn, Thượng Đế. Và khi đó bạn mới biết được là cuộc đời này đẹp nhất là chúng ta được sống trong nhất nguyên, đứng ngoài trung đạo và nhìn thấy tất cả, trở thành người quan sát vĩ đại nhất vũ trụ này. Đó chính là bạn quan sát được chính bạn đang làm gì, thoát game. Tuy nhiên á, thì chúng ta đang sinh trong cái cõi 3D, thì các bạn biết là chúng ta có quyền tự do ý chí, đúng không? Nên cái kịch bản có thể là xáo trộn khi chúng ta mang cái lý trí phạm ngã để quyết định các sự kiện trong cái cuộc đời lệch hướng so với kế hoạch ban đầu. Vậy thì khi Thượng Đế, gọi là Thượng Đế, sẽ đưa ra những cái cảnh báo để cho chúng ta biết được là trừ khi ta đi theo hướng mới, nhưng hướng mới đó có tốt hơn, giúp cho vũ trụ ánh sáng có tốt đẹp hơn hay không á, làm cho cái trò chơi này có thú vị hay không á, thì ngay cái lúc đó đó thì bản kế hoạch mới sẽ được ra đời. Và đây chính là cái yếu tố then chốt để chúng ta không đóng đinh cái tương lai hay là mặc định cái chân lý nữa. Và cái chân lý thì luôn vận động và không ngừng biến đổi, nhưng theo một hướng khác, một hướng tốt đẹp và thú vị hơn nữa. Thì nếu mà phóng theo một cái góc độ gọi là đạo Phật cũng nói là thay đổi số mệnh là vậy. Nếu mà cái số mệnh của bạn là nghèo, số mệnh của bạn là đau khổ, số mệnh là gặp những người không tốt, nếu bạn sống tốt, nếu bạn sống tích cực,
Nếu bạn gia tăng cái tần số rung động, bạn giúp được nhiều người, bạn yêu thương được nhiều người, bạn tha thứ cho được nhiều người, thì tất nhiên cái vận mệnh bạn sẽ thay đổi theo một cái chiều hướng mới, một cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Và khi đó bạn mới thấy được là vận mệnh nó phụ thuộc vào cái đạo đức của chính bản thân mình. Nhưng mà nhớ kỹ, đạo đức nó không phải là đạo đức của văn hóa, định kiến, xã hội, chính trị, tôn giáo, mà đạo đức là cái đạo đức của cái bản thể linh thiêng của chính bạn đặt ra. Thì đó mới là điều tuyệt vời mà Đạo Phật muốn nói đến. Khi mà phân tích ở trên đó, gọi là nhị nguyên, thì khi mà chúng ta đã đi trên cái hành trình nhị nguyên, đi trên hành trình có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là lựa chọn niềm vui, hạnh phúc, giàu có, đẹp đẽ. Cái thứ hai là chúng ta đi vào con đường tội ác, tiêu cực, không phát triển, nghèo khó, vân vân. Và khi đó thì chúng ta lựa chọn giữa Phật, Chúa hay là Sa Tăng, địa ngục hay là ma vương, vân vân. Thì chán chê với những cái sự lựa chọn là đúng sai, chán chê với cái sự lựa chọn là bên trái bên phải, chán chê với cái sự lựa chọn là ban ngày hay là chúng ta sống ban đêm, thì chúng ta bước tới con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường chúng ta không có tâm phân biệt giữa chánh và tà, giữa ác và thiện, giữa người làm tốt và người làm không tốt. Vì khi mà chúng ta hiểu rõ hơn, tất cả những thứ đó đều là hành trình, đều là bài học, đều là cái phương tiện để chúng ta nhận ra được là chúng ta là ai trên cái hành trình tâm linh của mỗi người. Vậy thì để bước đến con đường trung đạo, chúng ta phải làm sao? Khi mà ta trải nghiệm hai con đường giữa ánh sáng và bóng tối, ta mới thấu hiểu triệt để rõ hơn về thế giới quan xung quanh, mới thấy rõ hơn được sự thật. Mà thấy rõ được sự thật á, thì ta mới thoát khỏi nó. Vậy bằng cách nào để thoát khỏi vũ trụ nhị nguyên này? Để thoát khỏi á, bạn phải thấu rõ cùng cực hai cảnh, đó là thiện và ác. Ví dụ như là việc thiện lớn nhất là giúp người giác ngộ, tội ác lớn nhất là giết người giác ngộ, đúng không? Việc nên làm nhất là tu hành, không nên làm nhất là cản người tu hành. Niềm vui lớn nhất là sống trong thế giới toàn những người giác ngộ. Sự đau khổ lớn nhất là sống trong cảnh thế giới toàn là ngạ quỷ, súc sanh hay là sói lang. Khi mà ta trải nghiệm tột cùng giữa hai cái thế giới đối lập này á, thì chúng ta mới hiểu rõ hơn được cái bản chất cốt lõi của con người, của cái hành trình tâm linh. Cốt lõi của tình yêu á, là tình yêu vô điều kiện, tình yêu không có sự chiếm hữu, mong cầu cho đối tượng bên kia được hạnh phúc, chứ không phải là muốn người kia trả gì cho mình. Biểu hiện cao nhất của tình yêu là đức hy sinh. Ví dụ như là người mẹ sẵn sàng chết cho con mà được ra đời, lính cứu hỏa xông vào cứu người không màng tới tính mạng. Cốt lõi của giáo dục là gì? Đối với Quang nha, thì một vị thầy tốt, một vị thầy vĩ đại không phải bắt học sinh và học trò của mình đi theo một cái đường định sẵn, mà hãy cho người học sinh đó tìm thấy chính bản thân họ và họ tự phát triển trên con người của họ. Tức là họ thấy chính mình thì họ sẽ tự lựa chọn con đường đi đúng với con đường của người học sinh đó. Cốt lõi của thiền là gì ta? Là thấy được cái tâm ta, dù chánh hay tà, dù vô tâm hay là không vô tâm, thì ta không dính mắc vào nó mà chỉ là người quan sát. Cốt lõi của tu hành là thoát khỏi ta là ai, ta là gì, ta có nhiệm vụ gì, ta là người trí tuệ hay là không trí tuệ, ta là người có thần thông hay là không thần thông. Tất cả là thoát khỏi nó. Tại vì cái cốt lõi của người tu hành là giải thoát. Giải thoát tới tất cả những tâm niệm, những ý khởi, tất cả những gì đang có mặt tại nơi đây, dù tà hay chính, dù đúng hay sai, dù là người trí tuệ hay là không trí tuệ. Cho nên cốt lõi của người tu là thoát khỏi tất cả những gì có mặt tại nơi đây. Nếu ta không biết thế nào là cao thì bạn sẽ không biết thế nào là thấp. Nếu độ cao bạn biết là 10m thì bạn chỉ biết ở 10m trở xuống. Khi tầm nhìn của bạn là 20m thì tầm nhìn của bạn sẽ mở rộng ra hơn cả 10m trước đó. Khi bạn chưa biết cái nào cao nhất, sẽ không biết cái nào là thấp nhất, bạn sẽ không biết điểm cao nhất hay điểm thấp nhất, thì bạn sẽ không tìm được điểm cân bằng ở giữa, đúng không? Vậy nên con đường của ánh sáng là sẽ trở thành Phật trong tương lai và ngộ ra trung đạo, thì sẽ bước vào thời đại của tình yêu, của hạnh phúc, của vui vẻ, nhưng không còn vướng mắc.
Hay ngược lại, nếu chọn con đường tâm tối tội lỗi đủ sâu thì ta sẽ biết được thế nào là bình yên, và không còn cố chấp nó nữa, tham đắm nữa, thì chúng ta cũng trở về cái uy nguyên giống như Quang nói ở trên. Sau khi mà chúng ta hiểu được nhị nguyên và chúng ta không còn phân biệt giữa cao và thấp, giữa tà và chính nữa, thì ánh sáng của trung đạo mở ra. Và trung đạo là gì? Là sự cân bằng với những cảm xúc, cân bằng giữa nhân và quả. Và khi mà đi trên cái con đường ánh sáng á, thì bạn sẽ hiểu rằng không còn cái định nghĩa giữa tà và chính, thậm chí cả trung đạo nữa, nó sẽ nằm ngoài hết. Và đó chính là người quan sát. Các bạn biết không, đôi khi nóng quá cũng khổ mà lạnh quá cũng khổ, nhiệt độ vừa là sướng nhất đúng không? Ăn nhiều thì cũng khó chịu cái bụng, ăn ít thì đói, ăn vừa thì là thoải mái và năng lượng tràn đầy nhất. Uống quá nhiều nước thì mắc tiểu nè, uống ít nước quá thì cơ thể bị thiếu chất. Vậy thì uống vừa đủ là tốt nhất. Sáng quá thì chói mà tối quá thì không thấy gì, đủ ánh sáng là thoải mái nhất. Dục nhiều quá thì không tốt, mà dục ít quá lại thèm muốn, dục vừa đủ thì lại cân bằng. Ý ở đây nói dục là sự ham muốn về vật chất, về cuộc sống hay là tình yêu vân vân. Lao động nhiều quá thì xuống sức, mà nghỉ ngơi nhiều quá thì ù lì. Chỉ có cái là vừa đủ là tốt nhất. Đối với chúng ta thì cái cảm xúc cũng vậy. Buồn quá cũng không tốt, mà vui quá cũng không tốt. Mềm yếu quá cũng không tốt, mà cứng nhắc quá cũng không tốt. Tất cả đều là vừa phải mới cân bằng được cái cảm xúc bên trong. Và khi đó thì bạn mới thấy được cái niềm vui và hạnh phúc trọn đầy. Thậm chí cả nghiệp quả cũng vậy luôn. Ai cũng biết là ác nghiệp là khổ đau, vậy thì thanh tẩy trả nợ hết đi, và đừng gieo gắt thêm nghiệp mới. Nghiệp nằm trong linh hồn của bạn, linh hồn nằm trong thân thể của bạn. Thanh tẩy nghiệp tức là thanh tẩy cả linh hồn của bạn. Phải biết rằng linh hồn tới đây để trải nghiệm và học và tiến hóa. Để tiến hóa được thì cần phải hiểu, để hiểu thì phải trải nghiệm. Chưa hiểu ta sẽ còn dính mắc, còn hiểu thì ta sẽ không còn dính mắc nữa. Các bạn biết không, linh hồn nằm trong cái cơ thể, mà cơ thể chúng ta gồm gì? Gồm 72.000 tế bào, do nhà khoa học chứng minh nha. Khi ta chết đi thì linh hồn sẽ rút ra 72.000 tế bào trong cái cơ thể. Tuy nhiên nếu bạn còn nhiều nỗi đau, tổn thương chưa chữa lành, mắc kẹt trong cơ thể đó thì nó dính mắc, linh hồn bạn sẽ rút ra nhưng không rút triệt để hết được. Thì đây là lúc bạn phân mảnh linh hồn, phần nào còn dính mắc sẽ tiếp tục đi trải nghiệm cái đang dính mắc để thoát ra. Ví dụ như khi mà chúng ta đang học những bài học về tiền, về danh, về lợi, về tình, nếu mà chúng ta yêu cô gái nào quá mà chúng ta còn dính mắc á, thì khi mà chúng ta mất đi á, thì quay về tiếp tục yêu nữa. Nếu chúng ta dính về tiền thì tiếp tục cái kiếp sau chúng ta học bài học về tiền, chừng nào chúng ta học hết cái bài học đó thôi. Và nếu mà những người mà không còn dính mắc nhiều á, thì họ sẽ không mang những thói quen về nghiệp. Nghiệp chính là những cái thói quen đập đi đập lại. Nếu mà chúng ta quen hút thuốc thì qua kiếp sau chúng ta đầu thai, chúng ta có thể là trở thành người hút thuốc vĩ đại. Nếu mà chúng ta mê ăn thịt chó đi thì kiếp sau có thể là trở thành những con thú vật như con chó chẳng hạn. Đó là nghiệp nó dẫn mình đi theo cái dòng tuần hoàn đập đi đập lại của luân hồi. Và nếu mà chúng ta hiểu hơn á, thì chúng ta ít dính mắc. Và cái bài học nó cứ lặp đi lặp lại để chúng ta hiểu rõ hơn cái hành trình ánh sáng, hiểu hơn về cái hành trình của thực tại, hiểu hơn về cái hành trình tâm linh của mình. Thì khi đó thì chúng ta bắt đầu tiến sâu hơn về những cái con người hiểu về trung đạo, hiểu về vô thường, hiểu về sinh lão bệnh tử, và hiểu rất là nhiều về những cái ngôn ngữ mà Phật dùng. Cho nên là khi mà nói về tất cả những gì mà Quang trình bày ngày hôm nay thì Quang cũng là người tiếp nói thôi. Tức là Phật là một vị toàn giác, cái gì cũng biết hết, cái gì cũng thấu triệt hết. Quang chỉ nhìn ở một góc độ nhỏ của Quang để Quang gửi gắm những cái thông điệp này bằng một ngôn ngữ của một người trẻ, bằng một ngôn ngữ của một người thích khoa học tâm linh chẳng hạn. Trung đạo á, thì giống như từ nãy giờ cứ lặp đi lặp lại là sự cân bằng thôi. Cân bằng thân và tâm, giữa linh hồn và thể xác. Mà khi đã cân bằng rồi á, thì sẽ sinh ra trí tuệ. Không phải kiến thức của thế gian đâu nha. Trí tuệ là trí huệ, tức là những cái nó không thuộc về những cái phân tích, những suy nghĩ hay là tâm trí. Mà sinh trí tuệ rồi á, thì ta lại hoàn thiện tất cả. Đã hoàn thiện tất cả thì chúng ta sẽ dễ dàng giải thoát. Tức là
Tu là tu huệ, tu hướng về cái ánh sáng, tu để chúng ta có huệ, để chúng ta không còn gì, không còn dính mắc về cái chặng đời này nữa. Và khi mà chúng ta có huệ rồi thì chúng ta không cần khởi bất cứ thứ gì, tại vì nếu mà chúng ta khởi thì chúng ta sẽ về đó thôi. Và chúng ta có thể new game nếu chúng ta muốn, chúng ta giải thoát nếu chúng ta muốn, tất cả là do tâm chúng ta mà ra. Thật sự còn một cái nữa Quang muốn nói thêm trong video này về trung đạo là gì, là nhị nguyên là gì, vô thường là gì, hay là hồi nãy Quang có nói là sinh lão bệnh tử. Tất cả những ngôn ngữ này, những gì Quang dùng trong cái video này đều là những khái niệm của riêng Quang. Quang không có cổ suý cho việc bạn tin Quang hay không. Đừng có tin Quang nha. Bạn hãy tin những cái trải nghiệm của chính bạn, vì mỗi người là một hành trình khác nhau, không ai giống ai cả. Đối với Quang thì Quang trải nghiệm, Quang thấy những cái điều này, đối với bạn lại khác. Cho nên là đừng có thấy cái khái niệm của Quang mà tin đó là sự thật. Sự thật là nằm ở bạn á. Bạn là người sự thật, bạn là chân lý, bạn chính là chân lý của chính bạn luôn. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu về trung đạo, chúng ta hiểu về nhị nguyên, chúng ta hiểu về những ngôn ngữ mà Quang đang sử dụng, thì chúng ta nằm ngoài nó luôn. Trung đạo thật sự đúng, nhưng mà nằm ngoài trung đạo là một điều tuyệt vời. Không còn định nghĩa là trung đạo là gì, nhị nguyên là gì, góc độ này, khái niệm này, cái tầm nhìn này nữa. Nó không phải là vậy nữa. Nó là bạn thấy được của bạn thì bạn mới thấy được cái sự màu nhiệm của Phật Pháp, thấy được sự màu nhiệm của cái tánh biết, thấy được một điều vĩ đại của vũ trụ này, và cái sự sắp xếp đặc để, và một cái điều rất là hay của cái đấng sáng tạo đã giúp cho chúng ta tồn tại, các thứ tự được sắp xếp một cách thuận hòa. Cho nên qua hay nói là nếu mà mọi thứ nó đã sắp đặt A, B, C, D và chúng ta thấy được giống như cái sự khớp khuôn vậy đó. Mong là cái video này sẽ có những trải nghiệm đồng điệu giữa bạn và tôi. Mong là cái video này mang lại những khái niệm cũng tương tự, dễ hiểu giống như những gì bạn đã thấy trong cái cuộc đời của chính bạn. Mong là video này có những lượng kiến thức nhỏ nhỏ thôi, nhưng có những giá trị và đầy những ý nghĩa. Quang cảm ơn các bạn đã lắng nghe, biết ơn các bạn đã chia sẻ, và tiếp tục chúng ta đồng hành trên hành trình sắp tới. Một năm nữa đã trôi qua, những gì đã qua thì hãy để cho nó đẹp giống như một ký ức. Dù buồn hay vui, dù thất bại hay đau khổ thì nó vẫn là ngày xưa. Và tương lai dù có mong cầu thì nó cũng chưa chắc đã xảy ra. Dù tốt đẹp hay là xấu xa thì cũng là tương lai. Vậy thì hiện tại khoảnh khắc này, điều đẹp đẽ này dành tặng cho tôi và bạn là một món quà đẹp đẽ nhất của vũ trụ. Đó chính là sự màu nhiệm quyền bí bí ẩn của hiện tại và sức mạnh của hiện tại. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video giống như thế này ở tương lai. Và mong là chúng ta sẽ tiếp tục là những người bạn đồng hành với nhau trong những hành trình tuyệt đẹp của đời người. Quang xin chia sẻ là trong cái thời gian sắp tới á, thì Quang ra rất là nhiều cái chủ đề về chữa lành những cái tổn thương, hay là tâm sự dạng podcast như thế này, hay là nói về cái cuộc đời và cái cuộc sống của Quang nè. Và có những cái khám phá bí ẩn được đầu tư rất là công phu, tỉ mỉ và đầy những cái giá trị về nhân văn. Các bạn có thể ủng hộ Quang bằng cách donate cho Quang để Quang có thêm chi phí mà phát triển và đi xa hơn trên cái hành trình đầy những gian truân và thử thách. Có rất là nhiều cách để các bạn donate cho Quang. Thì cách thứ nhất, khi mà chúng ta xem video, phía dưới mỗi video đều có từ cảm ơn. Khi mà chúng ta click vào cái từ cảm ơn đó thì chúng ta có rất là nhiều cái mức giá. Thì các bạn có thể lựa chọn mức giá mà bạn yêu thích gửi đến Quang. Và iPhone hay là các điện thoại khác đều có chức năng này, và chúng ta chỉ cần nhắn mua và gửi là xong. Cách thứ hai á, thì chúng ta có thể là tham gia hội viên của kênh, thì Quang cũng đã có bài hướng dẫn rồi. Và cách thứ ba á, sau cái video này á, chúng ta có một cái thông tin về tài khoản ngân hàng của Quang nè, hay là ZaloPay, MomoPay và PayPal. Thì các cách trên đều có thể gửi một phần chi phí để Quang có cơ hội mà đi xa. Và Quang xin biết ơn và cảm ơn các thiện đại chi thức và các đại Bồ Tát trên mọi miền và cũng như là quốc tế.